Chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển sản phẩm đặc trưng các vùng miền. Tuy nhiên, để phát triển mạnh các sản phẩm này là điều không dễ, nhất là việc kết nối phân phối chuỗi cung ứng. Rào cản lớn nhất là mỗi nơi sẽ có một yêu cầu riêng mà không phải sản phẩm OCOP nào cũng đáp ứng được. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh được xem là thị trường lớn của nhiều sản phẩm OCOP, các chương trình xúc tiến, hợp tác quảng bá và phân phối cũng được thành phố Hồ Chí Minh tăng cường triển khai hỗ trợ các tỉnh thành. Gia đình có hơn 3 đời chế biến lạp xưởng ở Tiền Giang, nhưng đến đời thứ tư, chị Kim Ngân mới chú trọng xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường. Sáng nay, chị cùng với đoàn của Sở Công Thương Tiền Giang đến thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động giới thiệu hội nghị xúc tiến thương mại tỉnh năm 2023 và tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP chuẩn bị diễn ra trong dịp 2 tháng 9 sắp tới. Tạo nên một cái thương hiệu như hiện nay á, là em đã trải qua 7 năm đã lấy được cái OCOP 3 sao. Cơ sở của em đến thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu thì em muốn là sản phẩm mình phát triển ngày càng mạnh hơn. Tiền Giang đã có 174 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh. Sau khi được đánh giá xếp hạng, nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh đã mở rộng thị trường. Tuy nhiên, địa phương này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như sản lượng chế biến còn ít, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, kênh phân phối thường yêu cầu về kiểm định chất lượng, mẫu mã. Mỗi nhà phân phối lại có những tiêu chuẩn riêng, hệ thống logistics chưa phát triển từ đóng gói đến vận chuyển chưa được như mong đợi. Nó đã có rào cản rồi thì muốn giải quyết được rào cản thì chúng ta phải gặp nhau. Nghĩa là tỉnh tổ chức là cho các doanh nghiệp mà sản xuất các cái sản phẩm đặc sản, các sản phẩm OCOP tỉnh đó, gặp các cái nhà phân phối nước ngoài để hai bên trao đổi với nhau. Thì riêng cái phía các cái nhà phân phối nước ngoài người ta có những quy định riêng. Không gian của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ là nơi quảng bá trực tiếp nhiều sản phẩm OCOP cho các địa phương. Không chỉ quảng bá trực tiếp, Thành phố Hồ Chí Minh còn chú trọng đồng hành cùng với các tỉnh qua việc đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Quá trình tham gia các cái chương trình kết nối này, sàn thương mại điện tử Tiki đã tích cực đăng ký và đi đầu trong cái việc là hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua cái chương trình là xây dựng 1.000 câu chuyện các cái sản phẩm OCOP của các địa phương. Việc mà tập hợp lại để mà quảng bá những sản phẩm nó gặp rất là nhiều khó khăn. Thì bây giờ mình sẽ tổ chức những cái gian hàng OCOP của từng tỉnh, từng địa phương. Ở trong đó mình tổ chức 30, 50 sản phẩm của cái địa phương đó. Mình phân theo những ngành hàng hoặc là mình phân theo cái phân hạng về sao OCOP, sản phẩm 5 sao, sản phẩm 4 sao. Thì như vậy mình có một cái điểm đến. Mình sẽ rất là dễ quảng bá so với là mình có rất là nhiều điểm đến. Cái showroom xuất khẩu tại đường Nguyễn Huệ này để phối hợp với các tỉnh làm sao tổ chức các cái tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP cũng như các sản phẩm đặc sản của địa phương với mong muốn làm sao mọi người dân thành phố có thể biết được những cái sản phẩm có chất lượng rất là tốt. Về việc lên sàn thương mại điện tử, hiện đã có Cần Thơ, Đồng Tháp và Long An đăng ký, sắp tới đây dự kiến sẽ có thêm Tiền Giang. Trước mắt, trong dịp 2 tháng 9 sắp tới, người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiếp cận đặc sản gạo, trái cây, thủy sản của Tiền Giang trong tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9.